Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lốc Hải. Nội dung trong video này thì mình sẽ cập nhật về cái đồng co minin hay còn gọi là co -dao. Đó là trên trang Twitter của mình thì đội ngũ co đã thông báo rằng ngày 8 tháng 2 năm 2023 và họ đã để hình một chiếc tên lửa tức là ngày 8 tháng 2 năm 2023 co đao sẽ được bay cao và bùng nổ. Rất có thể vào ngày này thì co sẽ được net và nó sẽ chính thức được giao dịch trên các sàn tiền điện tử. Ngày 6 tháng 2 co sẽ tiến hành bắt đầu trả về 25% số co mà chúng ta đã khai thác được về ví Metamask và ngày 8 tháng 2 thì nó sẽ được cho giao dịch. Và thông tin tiếp theo đó là thông tin về đồng Star Network. Đó là hiện tại đã đạt hơn 5,7 triệu thợ mỏ đang khai thác trên toàn cầu và nó vẫn cho chúng ta khai thác miễn phí. Với tốc độ đó là 0,4 Star trên 1 giờ và khi mà đạt 10 triệu người tiên phong thì nó sẽ cho giảm tốc độ xuống còn 0,2 Star trên 1 giờ tức là giảm một nửa. Mạng Star Network là mạng có lượng người khai thác lớn thứ tư trên thế giới, chỉ sau B Network, Cò Đào và B Network. Và thông tin tiếp theo đó là thông tin về đồng B Network, đó là bia Con Ông đó các bạn. Đã đạt 24 triệu thợ mỏ trên toàn cầu đang khai thác và nó thông báo rằng sắp có sự kiện lớn diễn ra vào năm 2023. B Network là đồng côi có thể nói là có cộng đồng chỉ đứng sau B Network và đồng Cò Đào mà thôi. Rồi và hiện tại thì tất cả các đồng coi này đều cho chúng ta khai thác miễn phí và mình sẽ để đường link để mà các bạn có thể nhấp vào đăng ký tài khoản để mà khai thác để không bỏ lỡ cơ hội trong tương lai và nếu bạn nào chưa có tài khoản sàn Hobi thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận của mình để các bạn đăng ký tài khoản sàn Hobi để chúng ta có thể chuẩn bị giao dịch cái đồng co vào ngày 8 tháng 2 và cũng như là giao dịch cái đồng bị nước trong tương lai trên sàn Hobi nha các bạn rồi video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký qua quá chuông bên cạnh để cập nhật những video tiếp theo trên kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.